Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay công ty cổ phần Maginet Việt Nam hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn toàn bộ dây chuyền sản xuất nước ngọt có ga đóng lon được công ty cổ phần Maginet Việt Nam chuyển giao công nghệ sản xuất, nhập khẩu, cung ứng lắp đặt toàn bộ thiết bị với công suất là 4.000 lon trên giờ, quy mô nhà xưởng khoảng 500 mét vuông là chúng ta có thể lắp đặt toàn bộ dây chuyền hệ thống sản xuất nước ngọt có ga này. Dây chuyền sản xuất của chúng ta thì sau khi mà dung dịch chúng ta được pha chế cũng như là thanh trùng và sục khí CO2 thì lon của chúng ta, lon thô sẽ được dẫn qua hệ thống là sục rửa lon. Sau đó lon sẽ được băng tải nổi tiếng dẫn tới hệ thống là chiếc rót cấp và viền miếng nhôm nắp nhôm 3 trong 1. Thì sau khi lon được dẫn vào hệ thống thì sẽ được tới cái hệ thống là chiếc rót 12 đầu chiếc rót, chiếc rót hoàn toàn là tự động. Sau đó tiếp tục lon sẽ được dẫn qua cái hệ thống đó là chúng ta cấp cái nắp nhôm, sau đó là đưa vào cái hệ thống là viền miếng nắp với là 4 cái đầu viền. Thì với công suất này chúng ta cho công suất từ 3.000 cho tới là 4.000 lon trên 1 giờ. Trong bộ máy được sử dụng hệ thống điều khiển lập trình PLC, thao tác vận hành bằng màn hình cảm ứng, giao diện vận hành tích hợp, thân thiện với người dùng, vận hành đơn giản và dễ bảo trì và hệ suất cực kỳ ổn định. Các bộ phận tiếp xúc với vật liệu được làm bằng thép không gỉ 3/4, đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì sau các quá trình chiết rót cắp và viền miếng nắp lon của chúng ta thì lon của chúng ta sẽ được băng tải nổi tiếng dẫn qua cái hệ thống là hầm hâm nóng giúp giữ ổn định cái dung dịch mà chúng ta chiết rót trong lon cũng như là thanh trùng bề mặt lon. Thì sau đó sau khi mà qua cái hầm hâm nóng này thì chúng ta sẽ qua cái hệ thống đó là lật cái lon lại để mà chúng ta đưa cái lon lên để mà chúng ta tiến hành chúng ta in đáp và chúng ta sấy khô qua hệ thống là sấy khô bằng cái quạt sò thổi khí với công suất là HP nhằm để cái lon của chúng ta khô ráo để chúng ta chuẩn bị là đóng lóc hoặc là đóng kiện, đóng thùng để mà chúng ta lưu kho thực phẩm. Với hơn 20 năm cung ứng máy móc thiết bị, chế tạo, sản xuất cũng như là chuyển giao công nghệ cho ngành chiết rót đồ uống, thực phẩm, ngành nông nghiệp sau thu hoạch, thì công ty cổ phần Maginet Việt Nam đã là đối tác cung ứng thiết bị, máy móc đáng tin cậy cho hơn 20.000 khách hàng trong và ngoài nước, từ Bắc chí Nam, với mọi công suất từ các cơ sở nhỏ vừa như các doanh nghiệp và quy mô công nghiệp. Nếu quý khách hàng và các bạn đang phân vân không biết lựa chọn thiết bị công suất như thế nào phù hợp, làm sao để tối ưu được chi phí đầu tư và lợi nhuận mang lại, cũng như là mặt bằng hạn chế thì làm thế nào lắp đặt được thiết bị, thì quý vị và các bạn có thể gọi ngay vào số hotline trên màn hình là 0904 962 255 hoặc 08320 2222 88. Hai số hotline này hoạt động 24/7, hoặc quý vị và các bạn có thể truy cập vào website www.maginet.vn, Zalo Banbay công ty để được các tư vấn viên với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ tư vấn và giải đáp thỏa mãn mọi nhu cầu của quý khách hàng và các bạn nhất. Thì cảm ơn quý khách hàng và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý khách hàng và các bạn có một ngày làm việc thật tốt và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần lên sóng tiếp theo nhé.